bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. À, tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở dưới ngoại xong ở với dì. Ủa, thế ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào. Tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở với ngoại. Ngoại mất thì con ở với gì? Con có nhớ về mẹ mình cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là dạ, con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Thôi dịu dàng quá đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Mình giới thiệu về mình nào cô gái. Dạ xin chào Cường Vân với lại chú Huyền Linh và bạn trai bên kia. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi hả? Dạ. Trời ơi thiệt luôn hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ em cũng làm ở bên Dubai. Dạ giám sát nhà hàng ở bên Dubai ạ. À 6 năm rồi mình về, mới về đây đúng không? Dạ về năm 2020 thì dịch, cho nên là con lên Sapa làm và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa, cho nên con ngưng cái việc làm lại ạ. Con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ, nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại, là và con không có đi làm á, cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi xin mời em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào Cưng. Chào khán giả của mình ở bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu, năm nay em 29 tuổi, em sinh năm 92, em sinh ra ở Bình Thuận, đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai, em làm kỹ thuật viên ạ. Hậu làm kỹ thuật viên. Dạ. Hằng Hậu, Hằng có hậu là có Hằng. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là tự lập, em lạc quan vui vẻ, em nghĩ mình có tính cầu tiến, cũng biết lắng nghe chia sẻ. Bây giờ mình nói sơ một chút về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với dì, ở dưới ngoại xong ở với dì. Ủa, dạ. Thích ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào. Tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở với ngoại. Ngoại mất thì con ở với gì? Con có nhớ về mẹ mình cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì ạ. Con được chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là dạ, con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu, chỗ chùa bây giờ chắc cũng có truyền hình hả Linh ha? Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ. Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Dạ. Có bị xúc động. Không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ, nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con cũng chấp nhận chuyện đó được. Mẹ mà nhìn thấy Hằng như thế này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ. Huỳnh Ngọc Trâm. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ ông bà ngoại mất rồi, nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn An, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên.
Nghe cái chia sẻ của Hằng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Dạ, em nghĩ là bạn nữ bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Bạn ấy đang thiếu thốn tình cảm của gia đình. Dạ. Và luôn luôn hướng về gia đình. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Thôi, Hậu nay 30 tuổi mà chưa có mối tình nào. Dạ, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ. Mới tìm hiểu có 1-2 tháng mà người ta không có quen em nữa. Còn Hằng thì sao? Dạ, con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên, con mới biết được là học đếm là như nào. Con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa, tầm giống như kiểu đếm 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo, anh có thể đi. Nhưng bạn đó thì tiếp tục chọn con, rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và cứ như vậy. Chào Hằng. Dạ, xin chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á, còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông mới ông nghe. Dạ, đi. Mối tình thứ hai là con làm ở Dubai, lại con được cái bạn đó cứ theo, biết ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á, cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình, có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình, thì gia đình bạn đấy không chịu. Bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi, không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như Hằng này, nhưng gặp quá nhiều dông bão trong cuộc đời. Cái số phận trớ trêu ha. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có hậu đó. Và Hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Chờ đó nha. Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì không Hậu? Dạ, được ạ. Được không? Được rồi, để cô ra cô coi cái người đàn ông mà tinh khôi. Hiền khô, Hậu cũng hiền khô luôn. Ừ, trời đất ơi, đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá. Ừ, người ta không có thích mình đâu. Người ta chẳng, người ta không thèm thích mình luôn. Cái gì kỳ cục vậy trời. Nhiều khi số phận Linh ơi. Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau ở đây. Gặp bạn Hậu. Đúng rồi. Gặp Hậu. Hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Các bạn nữ cũng dễ thương, chắc cũng cao ráo. Nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, Hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau thì là Hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Em sẽ cố gắng hết sức mình. Cô gái bên kia lục đầy bản lĩnh, tự tin, tự lập. Một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là đau khổ như thế. Hậu thì rất là hiền, mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng bung đắp mối tình này đó, thì anh nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác, tôi thấy là mở đi. Mở đi, mở rào cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Rung quá hả? Dạ. Hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Đầu gặp anh có món quà tặng em. Anh tặng em gì vậy? Em rung quá mà không được anh hỏi. Bình dưỡng gì vậy? Dạ, một bình dưỡng nhiệt rất là dễ thương ạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, mỗi lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà, em tặng anh cái áo. Nếu mà anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được. Nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Con nghĩ vừa rồi. Vừa rồi. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc mà anh nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ, em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không? Hay là về đây luôn? Dạ em về đây luôn ạ. Đã phấn đấu lâu rồi, em cũng muốn có một gia đình. Anh thấy em rất là nghị lực, giỏi nữa. Anh thì cũng ở quê lên á, anh cũng tự kiếm tiền rồi đi học. Anh mới học nghề xong đây rồi, giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình. Nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình bấm nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? Em ở chỗ nào ạ? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 ạ? Nếu mà tình hình ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu Đồng Nai đâu?
Nhà em có 2 chó, 3 mèo, vì em đang nuôi. Anh nghĩ em sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó, đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi, cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật với lại là sống tình cảm lắm. Tại anh nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ, em nấu ăn được ngon ạ. Anh cũng biết nấu á, tại anh đi học một mình á, lúc đi học là anh không có việc gì nên cũng tự túc được. Cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Ngồi. Gia đình Hậu còn bao nhiêu người, với ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết luôn đi. Gia đình của anh á thì ở nhà thì còn có mẹ với ba, mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ, ở Bình Thuận ạ. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình. Mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ. Khó để chọc dữ lắm, nhưng mà chọc dữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy? Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Hậu nói với Hằng đi, tương lai mình lập nghiệp ở đâu rồi mình phát triển kinh tế thế nào? Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Thế cưng không? Em theo anh, phát câu nó gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Thế em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Em thì ở trạng thái đã sẵn sàng về tinh thần và cả kinh tế. Có nghĩa là bên đàn trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả, con không đòi lễ. Anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Đúng lý về cái em gì? Đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới hay là không đòi lễ. Người ta nói vậy thôi chứ mình phải có lễ chứ, con gái đi cưới. Ừ. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng, đến nửa năm là có thể tới hôn nhân được, nếu hợp nhau. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á, là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau. Không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả. Mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút thì mới hạnh phúc được. Chứ không ai mà đạt vào cái là hợp nhau cả. Lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ, nhảy nãy giờ không biết nó chạy có bên trái bên phải không? Vậy á hả? Còn Hằng sao Hằng? Dạ, con có thích ạ. Hai bạn này á, là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu. Nhưng mà chắc là hai bạn này yêu, rồi hòa hợp, rồi đi đến hôn nhân. Hậu có thể đến nắm tay bạn gái, hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Tặng em một bài hát nè. Nếu là anh, thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh, thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Anh hát hay mốt thì hát cho em nghe. Ok anh. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Hãy nhìn lên màn hình. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là dì Út của Thúy Hằng. Tôi là dì Út của Thúy Hằng. Chúng tôi đến từ Bến Tre, quê hương đồng khởi. Thúy Hằng là một người đứa con, cháu trong gia đình ngoan, hiền, lễ độ. Tôi muốn nhờ chương trình tìm cho Hằng một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc đời của tôi. Xin chào. Hậu thấy gia đình của Hằng hiền không, dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định, đẩy tay vào nút bấm đi. Nếu bạn cảm giác rung động, nếu các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa là nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có hậu. Có hậu rồi, bắt đầu đó.
Hỏi sao cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ Hậu giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó, có cầu của gia đình mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì Dượng đó. Cháu chào dì Dượng. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Hằng nói với ba mẹ của Hậu đi. Con chào hai bác ạ. Con là Hằng quê Bến Tre. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ thành một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn ạ. Quê giỏi lắm đó.